Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập tổng lớp 5. Bài 72, bài luyện tập chung nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 72, bài luyện tập chung. Giờ trước hết là câu số 1, mình sẽ thực hiện các phép tính. Câu A là 300 cộng 5 cộng cho 0,14. Như vậy trước hết mình ở đây mình thấy có hai phép cộng thì các em cứ quyền thực hiện từ trái và phải là được. Trước hết mình sẽ lấy 300 cộng cho 5. 300 cộng 5 thì bằng bao nhiêu? 300 cộng 5 sẽ bằng 305, đúng không? Cộng cho 0,14 mình sẽ viết lại. Rồi 305 mà cộng cho 0,14 thì kết quả sẽ là 305,14. Mình nhớ quy tắc mình lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. Còn hàng chục, hàng trăm, hàng phần mười, hàng phần trăm mình sẽ giữ nguyên, đúng không? Như kết quả là 305,14, đúng không? Giờ tiếp theo là câu B, 45 cộng cho 0,79 cộng cho 0,008. Giờ như ở đây mình thấy có hai phép cộng thì các em cứ thực hiện từ trái và phải là được. Như vậy trước hết mình sẽ lấy 45 cộng cho 0,79. Như mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. Còn hàng chục và hàng phần sẽ là giữ nguyên. 45 cộng 0 là 45, đúng không? Giờ phải phần 10 sẽ chút 9, vẫn giữ nguyên là số 9. Giờ 0,008 mình sẽ viết lại. Giờ như vậy là mình sẽ lấy 45,9 cộng cho 0,008. Như giờ mình thấy là có hàng phần 10 cộng hàng phần 10, hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, còn hàng chục, hàng phần trăm, hàng phần nghìn mình sẽ giữ nguyên, đúng không? 45 cộng 0 sẽ là 45. Giờ hàng phần 10 là 9 cộng 0 là 9. Hàng phần trăm số 0 viết lại. Hàng phần nghìn số 8 viết lại. Như kết quả là 45,908, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu C. 230 cộng 4 cộng cho 3 phần 10 cộng cho 7%. Giờ như mình sẽ lấy 300 cộng cho 4 chứ. Như mình sẽ lấy 230 cộng 4 chứ nha. Như mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, đúng không? Như vậy kết quả là 230 dấu cộng lại. Còn 3 phần 10, 3 phần 10 chính là 0,3, đúng không? Mình nhớ là chuyển từ phân số hợp phân về số hợp phân thì phần 10 có nghĩa là sau dấu phẩy có một chữ số, số 3 đến cuối cùng thì kết quả là 0,3. Còn 7% thì đây là phân số hợp phân, mình sẽ chuyển về số hợp phân. Phần trăm có nghĩa là số hợp phân sẽ có xuất hiện sau dấu phẩy hai chữ số và số 7 đến cuối cùng. Như vậy kết quả là 0,07, đúng không? Giờ 234 cộng cho 0,3 cộng cho 0,07. Như mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. Hàng phần 10 ở đây có, bên kia không có. Mình sẽ lấy hàng phần 10 cộng hàng phần 10. Hàng phần trăm giữ nguyên, đúng không? Như vậy là 234 cộng 0 cộng 0 thì cũng là 234. Giờ hàng phần 10 là 3 cộng 0 bằng 3. 200 số 7 giữ nguyên. Như vậy kết quả là 234,37 nhé. Giờ tiếp theo là 500 cộng 7 cộng 9, 9 phần 1.000. Như vậy là mình sẽ lấy 500 cộng 7 chứ. 500 cộng 7 thì bằng bao nhiêu? Thì bằng 507, đúng không? Giờ 9 phần 1.000. Như vậy đây là phân số hợp phân, mình sẽ chuyển về số hợp phân. Thì mình nhớ là chuyển về phần nghìn, phân số phân có mẫu số là 1.000. Thì chuyển về số hợp phân thì sau dấu phẩy sẽ có 3 chữ số và số 9 đến cuối cùng, nên kết quả sẽ là 0,009 nhé. Nhờ như vậy mình sẽ lấy 507 cộng 0. 507 cộng 0 sẽ bằng 507. Còn hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn mình sẽ giữ nguyên. Như vậy kết quả là 507,009 nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé.
Giờ câu số 1 của em là có kết quả giống như thầy. Thì các em có thể bấm nút hit video này, thầy sẽ biết là các em làm đúng nhé. Giờ tiếp theo là câu số 2. Như vậy là câu số 2 mình sẽ điền dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn hoặc dấu bằng vào chỗ giống chấm hỏi nha. Như vậy bên đây là 54,01, còn bên đây là hộp số 54 và 1/1. Như vậy là trước hết là mình sẽ chuyển cái hộp số này về số thập phần. Giờ sau đó mình so sánh thì nó sẽ dễ hơn, đúng không? Bây giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới nha. Còn các em thì mình có thể lấy nháp cho mình tính. Giờ 54, 54 và 1/10, mình sẽ chuyển về số thập phần. Như giờ 54 mình sẽ viết lại. Giờ 1/10 viết lại. Giờ bằng. Giờ như giờ 54 viết lại. Giờ như là 1/10, mình sẽ chuyển cái phân số này về số thập phần. Thì mình nhớ là phần 10 thì chuyển sang phân số phần thì xuất hiện dấu phẩy, sau dấu phẩy sẽ có một chữ số và số 1 đứng cuối cùng, như kết quả sẽ là 54,1, đúng không? Như vậy là mình thấy là bên đây là 54,1, bên đây là 54,01. Mình sẽ so sánh hai số này, mình thấy là theo phần nguyên thì giống nhau, theo phần 10 bên đây số 0, bên đây số 1, dễ dàng là không nhỏ hơn 1, nên số 54,01 sẽ nhỏ hơn 54 và 1/10. Như vậy chỗ này mình sẽ điền dấu nhỏ hơn, đúng không? Giờ tiếp theo bên đây là 4 và 1/25, còn bên đây là 4,25. Như vậy là ở đây trước hãy hết thầy cũng đổi cái hộp số này về số thập phần, giờ mình so sánh nha. Như vậy là 4 và 1/25. Như vậy số 4 thầy sẽ giữ nguyên nha. Như vậy là 1/25 thì thầy sẽ biến đổi sao cho cái mẫu này biến thành 100 bằng cách nhân tử và mẫu cho 4. 1 x 4 là 4, 25 x 4 là 100. Như vậy phần nguyên số 4 giữ nguyên. Giờ như là 4/100, từ phân số phân chuyển về số thập phân thì phần trăm thì sẽ xuất hiện dấu phẩy, sau dấu phẩy sẽ có hai chữ số, số 4 này sẽ đứng cùng, như kết quả là 4,04. Như vậy bên đây là 4,04, còn bên đây là 4,25. Mình so sánh hai số thập phân, mình thấy là phần nguyên giống nhau, hàng phần 10 bên đây là số 0, bên là số 2, rõ ràng là 0 sẽ nhỏ hơn 2, có nghĩa là số hộp số này sẽ nhỏ hơn 4,25. Như vậy chỗ này mình sẽ đi dấu nhỏ hơn, đúng không? Giờ tiếp theo là 3,41 và 3 và 1/4. Như vậy trước hết thầy cũng đổi cái hộp số này về số hợp phần, giờ mình so sánh nhé. Giờ 3 và 1/4. Như vậy số 3 mình sẽ giữ nguyên. 1/4, như vậy là thầy sẽ quy đồng mẫu số sao cho mẫu số là 100. Đúng rồi. Ở đây mình sẽ nhân, mình muốn lên 10 là không được. Mình sẽ nhân tử và mẫu cho 25 để mẫu số là 100. 1 nhân cho 25 là 25. 4 nhân 25 là 100. Như vậy kết quả là 3 phẩy. Giờ từ phân số hợp phân chỉ về số hợp phân thì phần trăm chuyển sang số hợp phân sẽ xuất hiện dấu phẩy, sau dấu phẩy sẽ có hai chữ số, số 25 đứng cuối cùng, như vậy có nghĩa là 3,25. Giờ như là ở bên đây mình sẽ biến đổi được là 3,25, còn bên đây là 3,41, mình so sánh 3,41 và 3,25. Hai số có phần nguyên giống nhau, hàng phần 10 bên đây là số 4, bên đây là số 2, rõ ràng là 4 lớn hơn 2, như vậy có nghĩa là 4,34. Như vậy là 3,41 sẽ là lớn hơn, nên mình sẽ điền dấu lớn hơn nha.
Giờ tiếp theo thầy sẽ biến đổi cái hỗn số này về số hợp phần 9 và 4 phần 5, còn bên đây là 9,8. Mình sẽ chuyển cái hỗn số này về số hợp phần. Giờ mình so sánh nha. 9 và 4 phần 5. Như vậy số 9 mình sẽ giữ nguyên. Như 4 phần 5 thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho 2 để mẫu số là 10. Thì mình sẽ chuyển qua số hợp phần, nó sẽ dễ hơn. 4 x 2 là 8, 5 x 2 là 10. Được. Giờ bây giờ mình sẽ chuyển về số hợp phần, số 9 giữ nguyên. Giờ 8 phần 10 mà sẽ chuyển về số hợp phần thì sẽ xuất hiện dấu phẩy. Sau dấu phẩy sẽ có một chữ số và số 8 đứng cuối cùng. Như vậy có nghĩa là 9,8. Như vậy có nghĩa là 4. Như vậy có nghĩa là 9 và 4 phần 5 sẽ bằng 9,8. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Hoặc là các em bấm nút hết video, thầy cũng biết là các em làm đúng nha. Giờ các phần tính nháp thì mình sẽ xóa đi. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 là tìm x. Câu ấy là 9,5 nhân x bằng 47,4 cộng cho 24,8. Như vậy trước hết mình sẽ thực hiện phép tính bên phải chứ. Giờ sau đó nhân chuyển quê hành chia thì sẽ ra kết quả cuối cùng thôi, đúng không? Giờ như vậy ở đây mình sẽ để là mình sẽ viết lại quê trái trước nha. 9,5 nhân cho x sẽ bằng. Giờ như vậy mình sẽ thực hiện phép cộng chỗ này nha. Thầy sẽ dẫn em tính nhẩm chỗ này luôn. Như vậy mình sẽ lấy hàng phần 10 cộng hàng phần 10. 4 cộng 8 là bằng bao nhiêu? 4 cộng 8 là 12, viết 2 nhớ 1. Giờ phải đem qua, đem xuống. Giờ hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 7 cộng 4 là 11, khi 1 là 12, viết 2 nhớ 1. Giờ hàng chục 4 cộng 2 là 6, khi 1 là 7. Kết quả là 72,2. Giờ xuống dập. X sẽ bằng. Như vậy là mình nhớ là nhân chuyển quê hành chia. Như vậy 72,2 mình sẽ chia cho 9,5. Giờ X bằng. Giờ như vậy là mình sẽ thực hiện phép chia ở đây. 72,2 chia cho 9,5. Giờ các em sẽ lấy nháp như mình chia nha. Ở đây thầy sẽ tính nháp. Thầy sẽ tính ra kết quả luôn cho nhanh nha. 72,2 chia cho 9,5 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 7,6. Đúng rồi. Giờ bây giờ mình sẽ thực hiện phép tính ở câu B luôn. Như vậy là mình sẽ viết lại và quê trái trước. Như vậy x chia cho 8,4 viết lại. Giờ bây giờ mình sẽ thực hiện phép trừ bên đây. Ở đây mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Mình sẽ lấy hàng phần trăm trừ hàng phần trăm. Nhưng mà 4 nhỏ hơn 5 trừ không được, nên mình sẽ lấy 14 trừ 5 nha. 14 trừ 5 thì bằng bao nhiêu? 14 trừ 5 thì được 9, viết 9 nhớ 1. Giờ số 7 này khi 1 là 8. 0 trừ 8 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 8 được 2, viết 2 nhớ 1. Giờ 9 này khi 1 là 10. 7 trừ 10 không được, mình sẽ lấy 17 trừ 10 được 7, viết 7 nhớ 1 tiếp. Giờ số 2 này khi 1 là 3. 4 trừ 3 được 1. Như kết quả là 17,29. Giờ xuống dòng x sẽ bằng. Giờ như mình nhớ là chia chuyển quê hành nhân. Như x sẽ bằng 17,29 nhân cho 8,4. Giờ xuống dòng x sẽ bằng.
Giờ 17,29 nhân cho 8,4 thì các em sẽ lấy nhép ra mình tính nha. Ở đây thầy cho kết quả cho nha. 17,29 mình sẽ nhân cho 8,4 bằng bao nhiêu? Như vậy kết quả là 145,236. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống như thầy thì các em sẽ bấm nút hit video, thầy sẽ biết là các em làm đúng nha. Giờ như mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ câu số 4 mình sẽ phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A là 98,56 chia cho 25 sẽ bằng 3,94 và dư sẽ là bao nhiêu? Như vậy là người ta hỏi là phép chia này có hương là 3,94 và số dư là bao nhiêu? Như vậy là mình sẽ có dấu phẩy ở đây. Như vậy mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy hàng hè xuống dưới đây, xuống dưới đây, xuống dưới đây. Như vậy dấu phẩy nằm đây. Như vậy có nghĩa là 0,06, đúng không? Như vậy là 0,06 chính là đáp án này. Chính là đáp án C. Như vậy là mình sẽ phân chọn đáp án C, đúng không? Mình nhớ là mình phải dịch chuyển dấu phẩy xuống. Mà mình sẽ nhẩm thôi. Mình sẽ dịch chuyển nhẩm cái dấu phẩy này đem xuống tới đây. Tới đây. Tới đây. Như vậy ở đây sẽ là có một số 0. Và phía trước mình thêm số 0 nữa, có nghĩa 0,06 nha. Giờ câu B tương tự. Phép chia này có hương sẽ là 1,291, còn số dư là bao nhiêu? Như mà sẽ giống cái dấu phẩy này xuống nha. Dấu phẩy nằm xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống dưới đây. Như vậy mình thấy ở đây có số 0 nữa nè, như là 0,013. Đúng rồi. Như vậy là 0,013 chính là đáp án nào? Chính là đáp án D. Như vậy là câu B mình sẽ chọn đáp án D. Đúng rồi. Mình nhớ là mình sẽ giống cái dấu phẩy này xuống. Đúng rồi. Hoặc là các em có thể sử dụng cái hướng quý chì, mình sẽ vẽ một đường thẳng từ trên xuống thì dấu phẩy sẽ nằm đây. Như ở đây mình sẽ có khi một số 0, mình đặt dưới số 0 nữa, 0,013 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống như thầy thì các em sẽ bấm nút hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Các em sẽ chia sẻ video này với bạn bè cùng lớp của mình xem nha. Bạn bè hàng xóm của mình và bà con của mình. Đúng rồi. Giờ càng nhiều người xem càng vui nha. Giờ hãy chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nha.